Bạn có muốn mẹ mình đám bạn không? Ủa sao kỳ vậy? Nãy giờ mình mới nghe giọng bạn giống cô giáo như vậy. Hay là bạn là cô giáo? Mình là cô giáo hồi nào? Mình thấy giọng bạn giống như cô giáo vậy đó. Mình đang dở á. Em phải đứng lên bảng cho cô. Nếu em không đứng lên bảng, cô sẽ quýnh em. Ủa? Ủa ra không phải, em lúc đó em chưa biết. Ủa bạn đó phải là cô giáo rồi bạn cơ mình gì vậy? Ủa bạn đâu phải là cô giáo mà bạn là cơ mình. Em ra đứng ngay trong bục giảng cho cô. Tuyệt ơi! Tôi nói bạn nha, bạn không phải là cô giáo, bạn đừng có cãi lại. Ủa? Cô giáo hôm nay cô nhất nghe thì cô không dám mới bắt. Giờ bạn không phải là cô giáo mà bạn bắt mình lên như vậy. Bạn thật là quá đáng. Em đứng lên trên bục giảng hôm nay tới tố cho cô. Tôi biết bạn đã giải giọng cô cho mình mua cho bạn muốn mình bị phạt chứ gì. Được thôi, mình không cần phạt mà mình sẽ chuyển học. Mình không cần thương yêu không thần không thật không yêu thương bạn bè, mình không cần bạn giúp việc gì hết. Bạn tránh xa mình ra đi. Tôi nói một lần cuối cùng là em đứng lên bục giảng giùm cho cô. Tôi nói lại nha, giờ bạn có hiểu không? Hiểu. Hiểu là gì? Tôi, bạn là bạn của mình mà. Tự nhiên bạn giả làm cô giáo, bạn thích làm cô giáo lắm hả? Bạn lên bạn hỏi cô giáo đi. Hỏi cô giáo, bạn cô đã làm cô giáo rồi nên bạn không được cướp nè. Bạn lớn lên bạn muốn cô người ta mới giao cho bạn. Bạn muốn làm cô giáo thì người ta giao cho bạn. Một lần cuối cùng nữa, em không đứng lên bục giảng cô sẽ đuổi học em. Nếu bạn mà đeo mặt, nếu mà cô đeo mặt nạ mà cô không mà cô giấu con á thì cô mình mở đại luôn đi cho con biết cô là ai. Cô xin lỗi cô, con không biết tại vì con không biết, cô đừng bắt con lên. Tại nãy giờ con tát cô mấy lần rồi, cô chưa xử con đó nha. Bạn lớp trưởng đang ở trong lớp chứ không phải đang ngồi kế con mà nói chuyện nha. Hiểu chưa con? Bây giờ chị hai đang nói chuyện cái lớp trưởng ra nói nha. Rồi thôi nói đi. Hiểu chưa con? Không, cô ơi. Là ai nói vậy nè? Cô ơi. Không, bây giờ em giả làm lớp trưởng á rồi em nói cô rồi ha. Cái gì vậy con? Từ cô đang nói chuyện mà tự nhiên con lại con nói cô nha. Cô ơi. Hai nói lại đi. Nói đi em. Hả? Cô. Gì vậy con? Cô đang nói chuyện mà. Dạ ơi, bạn chỉ nói chuyện. Trời ơi. Con thấy bạn nói chuyện chưa? Thấy bạn nói chưa? Ủa nhưng mà đến giờ sao cô không kêu nhân viên đừng nói sống. Nhưng tôi học được. Ủa vậy hay nói vậy? Nhưng cô và bộ chị là bạn nha. Về gia bộ chị lột tập nè. Và chị rắn mặt là cô giáo vô thôi. Bạn cô là cô nha. Con có quyền gì mà chỉ cô? Tôi không tin bạn đâu. Bạn đừng có giả làm nữa. Tôi ghét bạn quá à. Sao bạn biết tôi hả? Nhìn mặt bạn vậy là biết rồi. Cái giọng bạn y chang như bạn cô giáo. Ôi. Giờ bạn làm sao? Mình chỉ nhầm cô giáo thì sao? Bây giờ bạn muốn làm gì? Đi đi, mình sẽ chuyển trường. Bạn sẽ chuyển trường.